Chào bạn, hôm nay là ngày Thanksgiving. Thì nhà mình sẽ có tổ chức ăn uống. Vì ở Mỹ này nè, cái ngày Thanksgiving là cái ngày mà gọi là ngày lễ tạ ơn. Thì có rất là nhiều nhà được ở nhà, một số thì đi làm, giống như nhà mình thì đi làm, cho nên nhà mình sẽ làm trễ, tới tối mới ăn. Đa phần họ ăn từ sáng sớm, và giống như nhà hàng xóm mình á, là vòng vòng đây á, là họ ăn từ sáng sớm. Có số người thì họ dùng thời gian này để họ rửa xe. Thì bây giờ á, mình đang bắt cái lửa. Ở giờ mình đang bật lửa, nay nhà mình ăn món khác thường tí. Tại thông thường là mọi người ăn ở Mỹ họ ăn gà lôi, tức là con gà tây, cái họ làm lên họ ăn. Nhà mình thì ăn theo kiểu Việt Nam, ăn bún thịt nướng chả giò. Cũng gọi là ăn nè. Đó. Rồi tối nay khoảng chừng giấc chiều nay là người ta sẽ đi mua shopping, đi sắm Black Friday rất là nhiều. Thì nhà mình không có ý định để mua gì, nhưng mà để coi thôi, mai có thay đổi ý kiến gì không. Giờ mình sẽ tiến hành mình nướng thịt. Giờ tới phiên vợ mình chiên chả giò. Có một cái nồi ở đây nha, bên này quất thêm cái nồi nữa. Cái này là chiên không dầu, chiên bằng không khí hả? Cái đồ bá đạo á. Bài này dục nè, lấy cái kê lên cái lò đất. Miếng này nãy lo là running around throwing that dirt all on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going round, going round, going round every party in LA, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh, and now I'm all up on you. What you expect? You're not coming home. Yeah, it's always some. Lấy cái đèn rồi vô đây. Ngoài ra mình cũng có cái đèn luôn, thời công nghệ. Mà có à? Cô cho bút vô chứ nóng quá rồi, cởi áo rồi để nước uống. Để cho nó cái ly thôi. Cô ngồi có đây là ly đây nè. Có có ly đây nè, uống cái đó với nước đá chứ. Mà cầm trên cái miệng này nó cực, nó không uống luôn. Quên nó nhiều khi lấy từ trên miệng nó ra. Khi bị ở trong hát nó cực hết một lần rồi. Nó nói bị cầm như vậy thì làm sao tao dám uống nữa. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't know my heart. Maybe you just hit that thought of me. Hôm nay ngày thứ sáu thì cũng đồng nghĩa đó là ngày Black Friday. Mà thật sự Black Friday nó bắt đầu, giờ nó thay đổi, nó bắt đầu từ đêm thứ năm rồi. Nhiều nơi nó mở từ đêm thứ năm rồi. Nhưng mà hôm nay mình dậy để mình đi mua số đồ. Thì ba món thôi, chỉ có ba món thôi. Đi cho nó có không khí thì các bạn đi chơi chung với mình. Thì các bạn sẽ coi từ từ sẽ biết mình mua món gì, món gì. Ok đi ha.
mình tới chỗ đầu tiên mình mua á thì nó không có cái món đồ đó, mà cả tiểu bang mình chỉ có hai nơi nó bán món đồ đó thôi, đó là chiếc xe chạy bằng bình ắc quy á. Thì mình mua cho con gái mình tại nó đòi mấy ngày nay rồi, nhưng mà nó không có thì chắc cái đó mình phải bỏ rồi, giờ mình đi mua món thứ hai. Tại vì cái đồ của đó là đồ chơi thôi thì nó cũng không quan trọng cho mấy, nhưng mà nên mình mới không có về sớm, tại người ta mở cửa 5 giờ sáng là nó mở rồi. Bây giờ mình chạy tới địa điểm thứ hai để mình mua cái tủ lạnh. Tủ lạnh tủ đúng ra là tủ đá. Để coi rồi nó có không, thì cái này mình đoán là có. Rồi món thứ ba là có thể là cái một cái điện thoại Apple. Thì giờ mà mình tới chỗ mua tủ đá trước cái đó. Bây giờ đây cái địa điểm thứ hai nè. Năm ngoái thì mình cũng có đi, mình mua mấy cái tivi, thì năm nay mình vô mình mua cái tủ đá thôi. Giờ vô coi coi nó có, mình nghĩ là nó có, chắc chắn phải có thôi. Đây, đây là cái điện thoại. Còn cái tủ lá nó nằm trong tủ đông đá. Thì mình có mua 2 ly nước. Giờ mình phải đi về. Có thể là mình đi một chỗ nữa. Giờ nhưng mà giờ mình phải chở vợ đi. Tại kỳ này đi với vợ mình. Tại mình đi sớm á nên giờ con mình còn ngủ. Đó, nước tìm thi top tìm uống rất là ngon. Ai mở tiểu bạn này tới nên uống tới tiệm này, nên tới tiệm này uống nè. Các bạn thấy đây là cái remote, là cái nơi mà mình hay mua đồ mà kinh khí điện máy á, sản phẩm điện máy rồi điện lạnh đủ thứ đó. Thì các bạn thấy mình như một hàng đường dây dài người đây nè, kéo dài ra tới đằng đây luôn, chỉ để họ tới họ lấy đồ thôi, họ mua rồi giờ họ lấy đồ họ chất xe, giống như của mình á, mình tới mình chất đồ xe thì họ làm giống như vậy. Quá trời đông luôn. Đây là món đồ mà mình không nghĩ tới là mình mua ngày hôm nay, nhưng mà tại thấy nó rẻ nên mình vớt thôi. Đó là cái máy xịt nước mà áp suất, cái máy nhà mình bị hư rồi nên là mình cho chú Tính sửa được thì chú Tính xài, nên là mình lấy mua máy này mới. Là có một hộp đồ chơi của con gái nữa, là xong ngày Black Friday của mình ở bên Mỹ này, giờ đem thùng vô. Giờ tới khi shop online mới ba đạo mua được món, bây giờ mua thêm món nữa, kia mua giỏ thì mua thêm đồ lên nít nữa. Ba đạo nãy đi lên cái mò cái nó đồng quá, con đi có một khúc mà mất cả tiếng mấy luôn, chả được gì đi về ghét lên mạng mua chả thu đời.